Chào mừng các bạn đã đến với bản tin S News và hãy cùng với mình cập nhật những thông tin đáng chú ý có trong ngày. Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin những chú chó nghiệp vụ ở Đà Nẵng khi đi truy tìm tội phạm đã bị kiệt sức và hy sinh. Đến nay thì lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã làm rõ thông tin này. Trong những ngày cuối tuần vừa qua thì lực lượng công an Đà Nẵng đã tiến hành truy bắt tội phạm nguy hiểm là Triệu Quân Sự. Phạm nhân này đã bỏ trốn khỏi trại giam T10 ở Quảng Ngãi và tiếp tục lẩn trốn đến rừng Hải Vân Đà Nẵng. Để truy tìm Triệu Quân Sự thì công an Đà Nẵng đã huy động dàn chó nghiệp vụ giỏi nhất. Tuy nhiên khi Triệu Quân Sự chưa được tìm thấy thì ở trên mạng xã hội Đà Nẵng đã xuất hiện thông tin cho rằng chú chó nghiệp vụ giỏi nhất đã hy sinh. Nguồn tin cho rằng chú chó sau thời gian truy tìm Triệu Quân Sự ở rừng Hải Vân đã bị kiệt sức, được thăng hàm sau khi chết. Ngay sau khi xuất hiện, thông tin này đã gây bão trên mạng xã hội, được chia sẻ rầm rộ. Tuy nhiên, khi liên lạc với lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, thì đơn vị này cho biết tin tức chó nghiệp vụ giỏi nhất hy sinh là hoàn toàn sai sự thật. Đại diện đơn vị này cho biết thêm, trong những ngày truy tìm Triệu Quân Sự, thì đã có 4 chú chó nghiệp vụ từ phía công an và 2 chú chó của biên phòng bị đuối sức nên được cho về nghỉ, không có chuyện là hy sinh như trên mạng đang đăng tải. Những tin tức giả vẫn đang được chia sẻ ồ ạt, vì vậy là người dùng mạng xã hội cần phải chắt lọc để có thông tin chính xác nhất đến với mình. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể cập nhật thông tin mỗi ngày.